Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình lại tiếp tục đi câu nữa mọi người. Hôm nay mình đi vô cái con kênh khác nha. Đồ câu mình thì vẫn vậy. Đó, cái túi đựng cá bọc tép nữa nè. Bữa nay nhiều hơn hôm bữa nha. Như cái miếng vải gỡ cá nè. Còn câu thì mình vẫn câu cần chút nha. Đó, bữa nay mình đi có ông bạn đi cùng nữa kìa, Thuận nha. Đang đi câu đằng đó nữa nha. Rồi, mình xuống mình ra câu, khi nào có cá ăn mình sẽ mở máy quay cho mọi người xem nha. Cá ăn luôn mọi người, kìa kìa lôi chìm phao kìa. Rồi, một em cá rô đầu tiên nha. Chắc này bển người ta mới quay máy bơm nước lên nha mọi người nha. Hơi ồn tí xíu mọi người xem thông cảm nha. Đây cho mọi người xem cá rô nè. Em đầu tiên luôn nha. Đó. Con này ba ngón nha. Nhìn vàng nín đã ghê luôn. Đây chưa có con gì hết, Thuận câu nãy giờ cũng chưa dính nha. Rồi mình ngưng, mình gỡ luôn mọi người. Đó. À, mọi người. Rồi, lôi chìm phao kìa. Cá gì đây? Rồi rồi, con cá gì? Hình như là cá điêu hồng hay cá hường gì đây không biết. Nè. Đã thì ghê không? Không biết con cá gì luôn nha. Hình như là cá hường chứ không phải điêu hồng mọi người. Đó. Nhìn thịt con cá này ngon nha. Ôi chuyến này mình dính con nào mình bắt con đó luôn mọi người. Mình không thả như chuyến rồi. Chuyến rồi mình thả mấy cá rô phi á, khúc sau nó dính hoài luôn. Đó. Rồi mình ngưng mình gỡ nó nha mọi người nha. Cá lôi nữa mọi người. Lôi kìa. Chờ chờ cho nó miết cái là mình mới lên được nha. Đó, nó lên tiếp kìa. Lôi lôi nè. Cá rô nha. Con này hai ngón. Đó. Con cá trắng bóc luôn. Rồi mình gỡ nó luôn nha. Ăn nữa mọi người. Nè. Lôi liệt liệt phao nha. Ngay cây cầu này cá quá cá. Đó. Con này tầm khoảng hai ngón nữa nha. Mình săn thử coi có thấy được con rô mề nào không. Còn bay lớn mà lớn không à. Rồi mình gỡ nó luôn nha. Lôi nữa mọi người. Kìa kìa. Lôi vô chân cầu kìa. Nó wow. Ba ngón. Cá từ từ nó bự từ từ mọi người nè. Đã ghê không. Hai ngón rưỡi à. Hai ngón rưỡi ba ngón à. Câu cá gì mới sướng nè. Rồi mình gỡ nó luôn nha. Cá lòi nữa mọi người. Kìa kìa kìa. Chìm phao kìa. Chìm phao kìa. Rồi. Một em cá rô tiếp tục nha. Con này tầm 2 ngón rưỡi vậy. Đó. Rồi mình gỡ nó luôn nha. Cá lòi mọi người. Lòi ra ngoài. Rồi rồi. Rớt lại luôn à. Rồi, chìm phao mọi người. Chìm phao. Rồi rồi. Ôi vô phi nha. Con này cũng được nè. Chuyến này gophi mình bắt nha mọi người nha. Không có thả như chuyến rồi nữa. Tại con này cũng bự nè. Chuyến rồi tại mình đi tính đi săn cá rô không à. Nhưng mà thả lại rồi câu lại kỳ quá không dính. Nè. Con này cũng khá là to nha. Thôi mình gỡ luôn nha. Cá lòi mọi người. Đó, nó kéo phao ra kìa. Kéo. Rồi, một em cá rô nữa nha. Con này ngón rưỡi hai ngón à. Rồi, mình gỡ luôn nha. Cá ăn nữa luôn mọi người. Kìa. Đó, nó liệt liệt phao kìa. Ăn. Rồi, một em cá rô nha. Thấy nó liệt liệt lôi tưởng đâu cá rô phi không chưa. Con này ba ngón nha. Hai ngón rưỡi à. Nhìn cũng tạm ổn nè. Đó. Rồi mình gỡ nó luôn nha. Cá ăn nữa mọi người. Lôi. Lôi ra ngoài kìa. Rồi. Mất gốc rồi. Còn dính con cá nha. Đó. Nè. Nhờ hên là khúc cây nó xuất ra. Con này tầm khoảng hai ngón rưỡi nha. Rồi mình gỡ nó luôn. Lôi mọi người. Kìa. Lôi. Rồi
Đứng đầu dướng cỏ nữa chưa. Ui, cá rô đực nha. Cá rô đực ốm nhách, dài thon. Đây, cho mọi người xem. Đó, con này ngon rưỡi hai ngón à. Sớm giờ câu cũng được một số rồi nè nha. Cũng khá khá rồi. Đó. Rồi, mình gỡ nó luôn nha. Câu nữa luôn mọi người. Nó lòi tuốt ra ngoài kìa. Cá gì không biết. Rồi rồi. Liệt cần là biết liền à. Cá rô phi nha. Đó. Cần chút mình không dám lên mạnh nữa. Mình lên mạnh mình sợ nó gãy cái đọt. Đây cho mọi người xem. Một em rô phi. Nó còn màu nha. Mới lên cái nó còn màu nè. Hồi cái nó tái lại. Nhìn cũng phê lắm nha. Rồi mình gỡ luôn nha. Giờ chắc có lẽ mình xin ngưng nếu mình đi về quá mọi người. Trời giấc này cũng hơi chuyển mưa rồi. Hơi tối trời một tí rồi. Tép mình câu vẫn còn nè nha. Chưa hết mồi. Đây thành quả của mình đây. Được một số cá nè. Cẩn thận câu dính được con rô phi nữa nè. Dưới một số cá rô nha. Này tầm khoảng nhiều mình cũng không biết đường mình đánh luôn. Tại không có cây cân. Cũng được một số cá rô đồng ngon ngon nè. Tại mình câu kinh nhỏ nha. Nên cá rô mề thì tỷ lệ rô mề thì hơi hiếm. Nữa mình đi rừng với đi săn những cái đầm quan thử coi nó ra làm sao. Rồi vậy thôi chắc có lẽ mình xin kết thúc clip này đây luôn mọi người. Chào mọi người luôn nha.